Tiếp nối chủ đề những bài hát làm nên tên tuổi, sân khấu chương trình Vang Bóng Một Thời tuần này sẽ chào đón sự xuất hiện của năm ca sĩ vô cùng đặc biệt. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ánh sáng đêm môi muôn ngàn màu. Rất cao. Có kỹ năng về múa. Múa gì? Múa gì? Blue. 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 Đến bây giờ em vẫn không quên được cái cảm giác khi mà lần đầu tiên một mình đứng trên một cái sân khấu, lúc đó là 3.000 khán giả. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Câu chuyện lập nghề của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng có điều gì thú vị? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 10 chương trình Vang Bóng Một Thời, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.